Trần Tiểu Vân, nô tỳ Đông Phan Nhất bỗng thất sủng vì thái độ hỗn láo với thiên hậu Hồng Kông. Trong làng giải trí Hoa ngữ, không thiếu những nghệ sĩ tài năng có xuất phát điểm từ vận động viên thể thao. Mặc dù không qua đào tạo bài bản, nhưng diễn xuất của họ đều rất thuyết phục, nhận được đánh giá cao từ khán giả lẫn đồng nghiệp. Trong đó có thể kể đến những gương mặt nổi bật như Điền Lượng, vận động viên nhảy cầu, Đào Hồng, vận động viên bơi nghệ thuật, Hồ Binh, vận động viên chèo thuyền. Tuy không nổi đình nổi đám bằng đàn anh, đàn chị đi trước, nhưng cựu vận động viên Trần Tiểu Vân cũng là mỹ nhân nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Sau khi lớn sân sang diễn xuất và thành công nhờ vai nô tỳ cho Châu Tấn trong Như Ý Truyện, Trần Tiểu Vân được đông đảo khán giả yêu thích nhờ nhan sắc khả ái, sáng bừng sức sống và đời tư tương đối sạch sẽ. Tuy nhiên gần đây, cô lại khiến đông đảo công chúng thất vọng khi có lời lẽ không hay dành cho đàn chị trên chương trình lớn, dẫn đến hậu quả bị phía thương hiệu cắt hợp đồng. Vậy, trước khi Trần Tiểu Vân dính phốt EQ thấp, cô đã có những cột mốc đáng nhớ nào trên con đường sự nghiệp của mình? Nổi lên nhờ bức ảnh thi đấu bơi lội siêu gợi cảm. Trước khi dấn thân vào showbiz, đường đi nước bước của Trần Tiểu Vân có phần khá hy hữu. Cô vốn có duyên với thể dục thể thao, được học ballet từ bé, nhưng phải bỏ ngang lúc 16 tuổi do chứng hen suyễn. Thế nhưng sau đó, đam mê với dòng nước đã đến bên Trần Tiểu Vân. Và đúng lúc này, hình ảnh của cô tại một giải đấu bơi lội tràn ngập mạng xã hội vì quá gợi cảm. Thông tin về hot girl làng bơi lội được săn lùng, đến mức cô nàng phải rời đội tuyển quốc gia vì không còn thấy thoải mái khi thi đấu. Đến mức hình ảnh vòng một của nữ diễn viên đôi lúc còn bị làm mờ trên truyền hình, gây ra tình huống dở khóc dở cười. Thế là ước mơ trở thành kiền tướng bơi lội của Trần Tiểu Vân cũng khép lại. Nhưng khi cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác mở ra. Việc nổi tiếng trên Internet đã giúp Trần Tiểu Vân lọt vào mắt xanh của một vị đạo diễn. Từ đây, con đường sự nghiệp của cô rẽ sang một hướng hoàn toàn mới. Trở thành nô tỳ Đông Phan Nhất thể loại cung đấu. Với sắc phóc hoàn hảo, rất nhanh, nữ vận động viên đã có được những vai diễn đầu tiên. Năm 2010, cô bén duyên diễn xuất qua vai Tề Hoang trong bộ phim Đoạt Ái. Một năm sau, cô có cơ hội góp mặt trong dự án Những Chuyện Vợ Chồng. Tiếp đó là Cả Đời Chỉ Yêu Em năm 2012 và Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ năm 2015. Không có nền tảng diễn xuất nên giống như nhiều nghệ sĩ trẻ lớn sân khác, Trần Tiểu Vân gặp không ít khó khăn. Những tựa phim cô tham gia đều không mấy đình đám. Từ khi bắt đầu vào năm 2012 thì chỉ tham gia những dự án nhỏ không tiếng tăm. Cho đến năm 2018, cái tên Trần Tiểu Vân một lần nữa nổi lên nhờ vai nô tỳ nhị tâm trong Như Ý Truyện. Trong Như Ý Truyện, cô nô tỳ cây cận Như Ý do Châu Tấn đóng, ghi điểm với sự xinh đẹp, khả ái và lòng tốt hiếm có trong cung. Cô vướng vào mối tình tay ba nhưng không quá drama giữa một thái y và một thái giám, còn bị thế lực gia quý phi do Tân Chỉ Lôi đóng đánh gãy chân để lại dị tật. Đến phút cuối, nhị tâm lại là nữ nhân hạnh phúc nhất Như Ý Truyện, lấy được chồng và xuất cung. Sở hữu vẻ ngoài nổi bật cùng diễn xuất tự nhiên nên dù thời lượng xuất hiện không nhiều nhưng Trần Tiểu Vân vẫn kịp ghi dấu ấn trong tâm trí khán giả. Sau khi tham gia Như Ý Truyện, danh tiếng của Trần Tiểu Vân được nâng thêm một bậc, nhưng có lẽ cô không thể nắm bắt thời cơ. Các dự án sau đó quay về ngõ cũ, không chút danh tiếng và độ hot. Thế nhưng sắp tới, cô sẽ góp mặt trong Học Châu Phu Nhân, phim cổ trang rất được mong đợi của Dương Mịch, Trần Vĩ Đình và Từ Khai Sính. Đầu tháng 8 năm 2020 vừa rồi, sau khi poster chính thức của phim được tung ra, nhiều người còn đánh giá tạo hình nhân vật của Trần Tiểu Vân có phần lấn ướt nữ chính Dương Mịch. Người hâm mộ trong đời bộ phim sẽ là bàn đạp giúp sự nghiệp của Tiểu Vân ngày càng thăng hoa. Hẹn hò Kim Tan Xứ Trung. Kể từ khi được biết đến, Trần Tiểu Vân chỉ có duy nhất một mối tình, từng rất hạnh phúc nhưng lại kết thúc trong ngậm ngùi. Chuyện tình cảm của cô cũng khiến cánh báo chí tốn không ít giấy mực. Tiểu Vân từng có thời gian mặn nồng với Vu Tiểu Đồng, nam chính trong Người Thừa Kế, bản Trung. Dù kém nhau 4 tuổi nhưng Tiểu Đồng cực kỳ ngọt ngào và chiều chuộng bạn gái. Đầu năm 2019, hình ảnh của Trần Tiểu Vân và Vu Tiểu Đồng hẹn hò tràn ngập trên mạng xã hội. Lúc này, Như Ý Truyện vừa kết thúc, hào cảm cho Trần Tiểu Vân vẫn còn nên ai nấy đều chúc phúc cho cô nàng. Cả hai trải qua đủ cung bậc cảm xúc tình yêu, cặp đôi chị em được nhiều người ủng hộ sau màn tỏ tình lãng mạn vào tháng 11 năm 2019. Cụ thể, khi đó Vu Tiểu Đồng và Trần Tiểu Vân cùng tham gia đại hội thể thao dành cho giới nghệ sĩ. Sau khi giành chức quán quân, thay vì phát biểu cảm nghĩ, Vu Tiểu Đồng không ngại bày tỏ tình cảm. Trần Tiểu Vân, anh yêu em. Hàng nghìn khán giả tại hội trường và các nghệ sĩ đã phấn khích trước lời bày tỏ nồng nhiệt của nam diễn viên. Sau khi thu dọn đồ đạc, anh còn dành tặng một nụ hôn đồng nhiệt cho bạn gái. Cư dân mạng không khỏi cảm thán trên Weibo, đại hội thể thao năm ngoái gặp nhau, năm nay hôn môi, sang năm có thể sẽ kết hôn. Đừng chờ sang năm nay kết hôn luôn đi. Toàn hội trường không ai muốn bị ép nhìn thấy cảnh ngọt ngào này, thật khiến cho những người cô đơn đau lòng. Vu Tiểu Đồng được biết đến từ khi còn là diễn viên nhí. Năm 1994, nam diễn viên đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi mới 14 tuổi với vai Giả Bảo Ngọc trong Tần Hồng Lâu Mộng. Sau đó, anh bắt đầu góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình lớn nhỏ khác như Nương Tâm Kế, Khuyến Hoa Tiểu Hổ, Thằng Nữ Đại Giới 2, Người Thừa Kế phiên bản Trung và có nickname Kim Tan của Trung Quốc.
Phan tưởng rằng họ sẽ có cái kết trong mơ với một đám cưới hoành tráng, nhưng mọi thứ đột nhiên vỡ tan vào một ngày trước lễ thất tịch. Vua Tiểu Đồng chủ động tuyên bố anh và mỹ nhân Như Ý Truyền đã chia tay. Điều này đã để lại nhiều luyến tiếc cho khán giả. Mọi giấc mộng về một cặp đôi trẻ đẹp của Cbiz vỡ tan tành. Từng đi nắng sương 10 lần để trông đẹp hơn. Nhiều người sẽ để ý đến nhan sắc của Trần Tiểu Vân vào nhiều năm trước có phần hơi khác hiện tại. Điều này có thể giải thích được vì như chính lời chia sẻ của nữ diễn viên, cô đã đi nắng sương thẩm mỹ hơn 10 lần. Đây là liệu trình mà cô cắn răng tham gia, trải qua nhiều đau đớn để đạt được kết quả hằng mong ước. Sau liệu trình thì có thể thấy cô nàng đã xinh xắn, thanh thoát hơn nhiều so với trước kia. Thế nhưng, hành trình tìm kiếm sự tự tin của Trần Tiểu Vân chưa bao giờ dễ dàng. Cô cho biết, vì năm xưa dạy thì quá thành công, thân hình có phần nảy nở hơn bạn đồng trang lứa, nên cô thường xuyên bị nữ sinh cười nhạo, bắt nạt, còn nam sinh thì không dám đến gần bắt chuyện. Điều đó khiến nữ diễn viên thu minh, sống khép kín và không có nhiều mối quan hệ bạn bè hay tình cảm. Phát ngôn sốc, hỗn láo với đàn chị. Gần đây, một Trần Tiểu Vân được khán giả yêu thương, mến mộ, lại có phát ngôn gây sốc, đi vào lòng đất khiến ai nấy bàng hoàng. Khi tham gia show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 2, mỹ nhân Như Ý Truyện có lời lẽ bóng gió, ám chỉ Dung Tổ Nhi không bằng mình về mặt lưu lượng. Sau đó, cô lại lên mạng phản bác, cảm ơn các người đã cho tôi thêm nhiệt độ. Weibo của tôi, lượng phỏng vấn mỗi ngày mỗi lớn. Mấy người đó, thật lòng mà nói, nếu có đau lòng cho chị gái Tổ Nhi, thì kiếm chỗ nào có bài về chị ấy mà cố gắng bơm hơi tạo nhiệt đi. Trên show, cô còn có nhiều hành động tranh chấp lỗ mạng với đàn chị, làm khán giả khó chịu. Giờ đây, theo nhiều nguồn tin, thì nhiều hợp đồng thương hiệu vừa ký kết phải xóa ngay nội dung có dính dáng Trần Tiểu Vân.